Thino bắn ra 3 tinh cầu và đó là chỉnh sửa. Ui hỏa tiễn. Ui ôi hết hồn. Thế thì để tôi trả lại này, để tôi trả lại này. Vâng, đây là Nova ở trong chế độ for fun hỗn loạn ở trong cái tựa game Mobile Legends của chúng ta. Đứng trên. À, tôi thấy có đứa đang biến về, tôi thấy có đứa đang biến về và đó là bạn thứ 8. Tiếp đến ở đây là vị tướng Argus có bất tử khá lâu anh em ạ. Và này thì bất tử vì chúng tôi double kill, mở đỡ cho Châu được khá nhiều cái lượng ra tường và sau đó quen vào vị trí của Leslie, bắt đầu bắn anh em này, chạy động bách bách bách. Chạy được à? Chạy đi đâu bạn ơi? Bách bách bách. Novaria là ngay từ đầu vào game nó đã bắn rất đau rồi và tiếp tục anh em này, quen này, bạch 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 trời. The falling stars brought us here. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở chế độ của Tôm Mỡ. Nhưng mà đây không phải là con Novaria ở trong chế độ bình thường anh em ạ. Đây là con Novaria ở trong chế độ đấu hỗn loạn. Khi mà anh em có thể nhìn thấy, thay vì nó bắn ra một tinh cầu thì nó bắn ra 3 tinh cầu và đó là chỉnh sửa. Ui hỏa tiễn. Thế thì để tôi trả lại này, Vâng, đây là Nova ở trong chế độ for fun hỗn loạn ở trong cái tựa game Mobile Legends của chúng ta. Khi mà bộ kỹ năng của tất cả các vị tướng đều đã được cường hóa lên rất thú vị. Và cái con Novaria này nó cường hóa như thế nào? Chiêu thứ hai của Novaria bây giờ nó bắn ra liên tục 3 tinh cầu, trong đó 2 tinh cầu là bay nhanh và 1 tinh cầu là bay chậm đi một chút xíu. Kèm theo đó là cái chiêu cuối của Novaria cũng đã được cường hóa. Theo đó, khi mà anh em dùng chiêu cuối để phát hiện cái địch ý, thì trong cái khoảng thời gian chiêu cuối của Novaria tồn tại, anh em thích bắn ra bao nhiêu đợt tinh cầu cũng được. Anh em nhìn này, bắn lại tạch tạch tạch. Rồi ôi, đáng lẽ ra là mỡ nên dùng chiêu cuối trước anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao, trình mình bắn giỏi cứ thể hiện trước đi. Này bắt đầu chui ở đây anh em này, bắt đầu này. Tạch tạch tạch. Rồi ôi, hỏa tiễn hồi, bắn hỏa tiễn cái. Ui, không trúng anh em ạ. Hay là nó đứng ở trong đấy nhở? Hay là nó đứng trong đấy nó không vậy? Ôi, nó về mất rồi anh em ạ. Thôi không sao, dọn lính này. Ui rồi ôi, cái đam dọn lính. Hình như là cái sát thương đến từ cái tinh cầu này nó cũng to hơn thì phải anh em ạ. Chứ mỡ bắn bình thường nó không to được như này đâu. Rồi và ở trong chế độ hỗn loạn nó có một cái dịch chuyển để cho anh em free dịch chuyển đi thích đường nào anh em cũng đi được. Và bây giờ thì mỡ sẽ đi tìm cái con mồi của mỡ. Chế độ này thì đây là một cái chế độ for fun, cũng như là một cái chế độ mà mỡ nghĩ rằng là Moontoon cường hóa mấy cái này lên để cho anh em test kỹ năng ý, những cái phát bắn của anh em xem gọi là anh em có bắn chuẩn hay không. Nhưng mà mỡ có cảm giác là hình như tinh cầu ở trong cái chế độ hỗn loạn này cái tầm bắn nó to hơn thì phải. Mỡ sẽ hướng lên đường trên, một tình huống quét chiêu cuối game này, bắt đầu bắn này, bạch bạch bạch. Úi dồi ôi, lên bảng điểm số, đó là cái vị tướng sạch lộ và tiếp tục. Ui, mỡ bắn hơi vội anh em biết sao, bởi vì là mỡ sẽ bắn được thêm một lần nữa và lần này mỡ sẽ bắn thật cẩn thận anh em. Bạch bạch bạch. Trời ơi, tôi tờ kiểu gì à các ông. Thì ở trong chế độ này có rất nhiều những cái vị tướng thú vị và mỡ thấy nhiều người đang chơi, kiểu ví dụ như là Hurley này, ví dụ như là Leslie này và Novaria. Đấy, thì đây là cái game đầu tiên mà mỡ chơi, chắc là trong thời gian tới mỡ sẽ làm nhiều video clip về chế độ này để cho anh em gọi là được xem. Và ở đây một tình huống bắn 3 viên trúng 1 viên, thêm cái hỏa tiễn là có được mạng đến từ đó là Nana rồi. Ui, team mỡ 6 mạng, một bình mỡ 5 mạng anh em ạ. Ở đây này, ngắm với chúng tôi này. Tiếp tục là quét để phát hiện tầm nhìn và sau đó reset liên tục, đó là cái chiêu 2 và sau đó mỡ sẽ bắn này. Bạch bạch bạch. Thêm phát nữa. Rồi ôi, mạng thứ 6 rồi. Anh em có thấy gọi là ở trong máy chủ chính thức, quên mất, ở trong chế độ chơi đấu rank tôi bắn con này hơi gà không? Nhưng mà bởi vì đây là cái chế độ for fun, anh em bắn trượt thì anh em được bắn lại thoải mái, cho nên là mỡ bắn có thể nói là bắn liên tục anh em ạ. Tiếp tục là gồng cái tinh cầu di chuyển một lúc để lấy được tối đa sát thương và sau đó một lần bắn chiêu 2 là đã dọt dẹp xong cái đợt lính ở đường giữa rồi. Và mỡ thấy ở đường giữa là có cái vị tướng Leslie đúng không anh em, để mỡ ngắm nó anh em. Này, bạch bạch
Ui, nó né nhẹ sang trái rồi. Và như vậy là nó đã né đi được những cái đợt bắn tinh cầu đến từ Tobe. Và bây giờ mỡ bắt đầu quét, không phát hiện ra được ra được vị trí của Olesley. Ôi trời, bạch 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 hỏa tiễn. Rồi. Ui. Nói thật với game là cái con Olesley nó kinh đấy. Những cái phát bắn đến từ chiêu cuối bắn tiền cực đại của nó là bắn được liên tục và bắn không cần phải ngắm đấy. Tức là nó tự auto target mà. Nhưng mà gặp phải Novaria thì vẫn phải gọi một tiếng mẹ thôi anh em ạ. Ây da, lách cái nhẹ đến từ vị trí của cái vị tướng Argus này đường trên. Tôi thấy có đứa đang biến về, tôi thấy có đứa đang biến về. Và đó là bạn thứ 8. Tiếp đến ở đây là vị tướng Argus có bất tử, bất tử khá lâu anh em ạ. Và này thì bất tử vì chúng tôi double kill, mở đỡ cho châu được khá nhiều cái lượng ra tường. Và sau đó quen vào vị trí của Leslie, bắt đầu bắn đây game này, bắt đầu bắn đây. Chạy đâu, bạch bạch bạch. Chạy được à, chạy đi đâu bạn ơi, chạy đi đâu bạn ơi, chạy đi đâu bạn ơi, bạch bạch bạch. Trời ơi, cái chế độ này con Novaria đúng là bá chủ ở trong chế độ hỗn loạn anh em ạ. Nó là bá chủ thôi, nhưng mà dĩ nhiên là ngoài Novaria vẫn còn nhiều những cái vị tướng khác nó cũng khá là ngon, như mỡ có kể với anh em đấy. Nhưng mà đây vẫn là một trong những cái vị tướng rất ngon ở chế độ hỗn loạn. Kiểu nếu như mà team bạn chỉ pick những cái con thông thường, gặp phải cái con Novaria này thì ối rồi ôi, khỏi chơi luôn anh em ạ. Đường giữa đang có đánh nhau, mỡ bắn cái hỏa tiễn, có được mạng của đó là cái vị tướng Cyclone. Và sau đó tiếp tục gồng tinh cầu, bạch bạch bạch. Trời ơi, mạng thứ 12 rồi, phút thứ 5 mạng thứ 12, team tự ăn 15 mạng, team cá nhân mà ăn được 12 mạng anh em ạ. Và liên tục là đánh nhau, đánh này vui nhở, ngoảnh đi ngoảnh lại, trận đấu đã trôi qua 5 phút rồi và mượn đã có được mẹ mạng, bạch bạch bạch. Trời ơi, thề luôn. Nói chung là cái sức mạnh của Novaria ở trong cái chế độ này nó không cần phải bàn cãi anh em ạ. Bởi vì nó đã bắn tinh cầu đam to, nó lại cùng bắn lúc 3 cái tinh cầu. Sau đó, ui, cái bàn tay gì đến từ cái con Argus đây. Sao Argus lại có lắm những cái bàn tay nhỉ? Nhưng mà thôi không sao, tiếp tục đứng xa cấu gì để có được mạng gục đến từ vị trí của Leslie. Và sau đó, ui dồi ôi, chạy đi đâu bây giờ? Tốc biến đến từ đó là Eudora. Vâng, dồn ra tường là khá đau, nhưng mỡ quay ngược trở lại triple kill. Quá kinh khủng đến từ cái con Novaria này. Trời ơi, tình bạn có chạy được rồi. Bạch 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 bạch. Trời ơi, mất luôn cả cho mình. Đó là cái nội tại luôn rồi. Mỡ di chuyển lên để mỡ thử bắn. Có đứng trong này không ạ? Không đúng không? Ê, tôi không sao. Thế mỡ sẽ di chuyển lên đường trên. Thì trận đấu này để mà có được một cái set trang bị như thế này thì anh quên mất, để mà có được một cái dòng thời gian hùng chiêu và bắn liên tục như này thì anh em hãy gọi là lên cái set đồ giống như mỡ nhá. Và đây này, chạy. Ây à, nó chạy nhanh quá anh em ạ. Nhưng mà vẫn bị kết liễu đến từ vị trí của Lolita. Lolita trong cái bản cập nhật ở trong cái chế độ hỗn loạn này là cũng có được tăng sức mạnh, hình như là gõ liên tục làm choáng đi từ chiêu 1 thì phải anh em ạ. Ok, và mỡ sẽ đứng ở đây tiếp tục tích lũy tinh cầu này. Và sau đó bắn này, bạch bạch bạch. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ủa, sao con Nana nó double kill được mỡ ta? Hình như là do cái long miêu liên kích của nó dài hơn và nó bắn hỏa tiễn anh em ạ. Như vậy bị kết liễu bằng cách nào đó không ai, nhưng mà thôi. Mỡ xuống đường dưới thăm vào vị trí của Leslie anh em này. Bạch bạch bạch. Trời ơi, chỉ cần hai viên không nói nhiều. Leslie lên bảng điểm số. Tiếp đến anh em này. Bạch bạch bạch. Trời ơi, Nana bay màu. Tìm bạn kiểu cảm giác như thôi xong, game này chắc là hết game vào lại thôi. Chứ gặp phải cái con Novaria như thế này thì chơi bời cái gì. Vâng, ngoăng cái team bạn đã lên bảng điểm số đến 26 lần, trong khi đó mỡ đã có đến tận 18 mạng rồi. Bắn ra đường giữa này, ui dồi ôi, bắn sượt mặt vào vị trí của đó là Cyclops. Cyclops dựng chiêu cuối ra nhưng mà bị cản lại đến từ Novaria và bách bách. Ui, nó lách rồi anh em ơi. Bắn tỉa cực đại đến từ Leslie, bách bách bách. Trời ơi, Leslie đứng ngắm đúng kiểu gọi là gu của mỡ luôn anh em ạ. Vâng, và tầm này team bạn, tôi cho rằng là team bạn bây giờ là không biết đẹp nhà kiểu gì nữa rồi anh em ạ. Nhưng mà rõ ràng cái trận đấu này là cái trận đấu mà team bạn chỉ đứng yên trên trận. Ô, con Nana này nó cứng thế nhở? Nana này như là lên đầu thủ phép à? Chứ tôi bắn phát đấy mà không lấy được cái nội tại của nó là đúng là chấm hỏi luôn. Bắn thử lại, bạch bạch bạch, không trúng. Quét chiều cuối một cái để phát hiện tầm nhìn và sau đó mỡ có thể bắn được thêm hai lần nữa. Lần một này, bắn thử này, bạch bạch bạch, bắn trượt này. Lần hai này, bắn hỏa tiễn không được này. Thì làm phát lần thứ hai này và sau đó lại gần này, bạch bạch. Ui, không thành công. Ui 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 ui, cô Leslie đấy các ông ạ. Đấy, chắc là anh em cũng đã thấy ở trên TikTok có nhiều ông chơi Leslie kiểu như thế rồi đúng không? Có Leslie đàm to đấy anh em ạ. Nhưng mà có một cái vấn đề con Novaria nó hơn, đó chính là cái con Novaria ấy là nó
nó như nào anh em nhỉ? Nó không cần tích lũy đồ để bắn, giống như là cái con Leslie là phải có đồ nó mới bắn mới đau. Còn Novaria là ngay từ đầu vào game nó đã bắn rất đau rồi, và tiếp tục anh em này, quét này, bạch 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 trời. Điếu kịp làm gì cả luôn. Cái phát vừa xong chắc thằng Agus nó cũng không nghĩ là nó sẽ phải dùng cái ulti ấy các bạn. Vâng, và mạng thứ 20 của top mỡ. Tiếp đến ở đường giữa là có Leslie, kèm theo đó là Châu. Châu không hất tung đi được Leslie nhưng mỡ bắn được. Ui, mỡ bắn không thành công anh em ạ. Leslie ngắm vào vị trí của đó là Châu, nhưng mà cái con Châu này nó cứng quá nhở. Mỡ sẽ tiếp tục vòng nhá, tìm con Leslie bắn này. Ây da, con Leslie ấy đừng cũng khéo thật sự luôn đấy các bạn. Không sao, lần này thì mỡ sẽ dùng chiêu cuối. Mỡ đây, quét chiều cuối này, chạy đâu bạn ơi. Ôi thôi bắn con này cũng được. Ui rồi ôi, mục tiêu thầy Leslie dễ bắn hơn. Bắn tiếp đấy. Ui rồi ôi, thêm cái nữa này. Trời ơi anh em thấy không, tức là tối đa ở trong một lần dùng chiêu cuối thì Leslie nó có thể bắn đi được đến cuối mắt bỡ nhầm, Novaria có thể bắn được lên đến 3 lần tinh cầu. Mỗi lần bắn là 3 viên, 3 lần bắn là 9 viên tinh cầu. Ui rồi ôi, Leslie không chạy về được. Và Agus lên bảng điểm số. KDA của team mỡ thời điểm hiện tại đang là 32-12. Vâng, mỡ tầm này là có là bắn thôi anh em, có là bắn để mà dọn lính thôi. Ở đường dưới kìa, một tình huống mà Nana đi đầy trụ lẻ à. Chạy đâu bạn ơi, ôi bạn đứng ngay cạnh đây à. Thì bạch con này lên đầu thủ rồi, con này lên đầu thủ rồi. Ok rồi, mỡ chắc là nó đã cầm cái giáp hoàng kim hay cái gì đó, chính xác luôn. Nó cầm cái giáp hoàng kim nên vì thế cho nên những cái phát bắn của mỡ nó không thực sự được quá đau. Và anh em nhìn kìa, ui bây giờ phát bắn nào của mỡ nó cũng 2.000 đam nó bồi vào anh em ạ. 3 phát là khoảng tầm 6.000 đam, bố ai mà thở được. Lên đường trên anh em ơi, quét này. Và sau đó bắt đầu tìm tiến hành ngắm này. Lag à? Vãi. Sao tự nhiên mỡ đã nhả tay ra đâu mà bạn. Ôi lag, ping lên. Đây này, đấy. Trời ơi, Leslie counter nổi. Và tiếp đến là mỡ sẽ di chuyển lên đường trên. Và lag nhỉ, như là kiểu bắn ghê quá cho nên Moontoon làm lag à. Mỡ lùi lại một nhịp nhá, bởi vì ở đây là có Cyclops đang khá xanh. Mỡ bắn trượt phát thứ ba nhưng mỡ vẫn còn cái hỏa tiễn shut down đi được, đó là Cyclops, và mang đi danh hiệu thật thần thánh. Thôi ôi, thôi tầm này mỡ nghĩ rằng là cũng đã là đủ rồi, tầm này chúng ta ép vào nhà để mà win thôi anh em ạ. Bởi vì team bạn tầm này nó còn cái gì nữa đâu, bao nhiêu những cái sức mạnh của con Novaria anh em đã thấy được bằng hết rồi. Quá kỳ khủng đến từ Novaria. Châu la vào hóa đá giúp cho mỡ có được cho mình đó là cái lấy nội tại đi mạng của Nana. Và mỡ vẫn còn một lần triệu tập tinh cầu nữa nhưng sẽ là bắn ra đường giữa này. Bạch. Trời ơi, bắn phát kìa. Gần 5.000 máu, suýt lên bảng điểm số. Leslie. Cũng kinh đấy. Đầu tư tốc biến để mà né đam của mỡ cũng kinh đấy. Nhưng vấn đề là Leslie bây giờ đam bé lắm rồi. Mỡ đã level 15, đồ đạc đầy đủ hết rồi. Chênh level có lẽ là như vậy đã khiến những cái phát bắn của Leslie không còn đau nữa. Và mỡ sẽ tiếp tục đứng ở đây. Và ở đây là có... Ui, Cyclops chạy trong tuyệt vọng, đang muốn đuổi theo Nana anh em ạ. Và mỡ lên đường trên này. Bạch. Trời ơi. Chịu. Sức mạnh của con Novaria ở trong cái chế độ hỗn loạn này đúng chịu luôn. Team bạn bây giờ chỉ còn biết gọi là co cụm lại để mà sinh tồn anh em ạ. Và mỡ sẽ bắn xuống đường dưới nhá. Con này không lùi về à? Đâu, mỡ canh cái thế nó lùi về nhưng mà nó không lùi về anh em ạ. Cái thật sự luôn. Rồi thôi không sao, bắn lại này. Không lùi về này. Tôi biết cái cách chơi của nó rồi. Cứ bắn thẳng vào mặt nó là xong. Và ở đây team mỡ đang ép vào nhà chính bên phía của team bạn. Mỡ tích tinh cầu bắn này. Úi xôi, tí thì bay màu Leslie. Và trận đấu này có lẽ là đã ngã ngũ. Một mình mỡ 26 mà gục của bắn này. Bạch. Trời ơi, không trúng vào ai cả. Tiếp đến là tích lũy tinh cầu và sẽ là bắn vào con Leslie. Bạch. Ây da. Ghê đấy bạn ơi. Nhưng mà không đau nữa đâu bạn à. Tiếp tục quay trở lại này. Để từ Leslie anh em đây này. Để bạch. Hỏa tiễn. Trời ơi. Thôi. Con Leslie chắc chắn sau game này nó sẽ chơi con Novaria anh em ạ. Khẳng định với anh em luôn. Chứ tầm này anh em đã thích chơi Novaria thì anh em pick Leslie làm cái gì. Vâng, team bạn bị làm choáng hai lần. Bắt đầu bị Novaria gõ búa vào đầu và trận đấu kết thúc tại đây. Trên đây toàn bộ video clip rất là vui về Novaria ở trong chế độ hỗn loạn. Anh em chơi chưa? Chơi đi nhá, khỏe lắm đấy. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ để lại cho mọi người một like đăng ký kênh nha. Peace.